mời mấy show rồi nhưng người ta vẫn chửi. Mời mấy show rồi người ta cũng không quan tâm. Mời mấy show người ta cũng nghĩ là mình ham danh, mình ham nổi tiếng, mình ham tất kiểu này nọ. Cứ đụng tới nghệ sĩ là cứ nói mình ham tiền, ham danh. Mà người ta không có đồng tình. Và người ta nói một cái câu là nó là người của công chúng chứ không phải là người của trong dòng họ. Và thật sự là dòng họ chưa bao giờ đặt Bảo một cái áo hay là thuê Bảo một cái đầm hay là chưa bao giờ mà chụp hình, chưa bao giờ mà giúp Bảo một cái cơ hội nào cả. Không, ngưng lại, không làm nữa. Thì cái show đây là cái show đầu tiên cho bà ngoại thấy được cái thực lực của mình vẫn còn làm. Thứ hai là không mời bất cứ một người nào nữa. Và cũng không PR trên mạng luôn. Tức nghĩa là ai quý Bảo thì người đó đến. Bảo muốn như vậy. Rồi cái thứ ba nữa là cái tâm huyết của năm nay là Bảo mang con chó là cái người bạn thân của mình lên trên sàn. Nhưng thật sự đó là người thân duy nhất hiện tại bây giờ Bảo tin tưởng. Bảo không tin bất kỳ một người nào ngoài kia hết. Bảo chỉ tin nó thôi. Nó là cả thế giới của Bảo. Nên nó không bao giờ nó phản Bảo. Nó không bao giờ mà nó làm cho Bảo bị tổn thương. Nên thật sự là Bảo muốn trả ơn nó lại bằng cái việc là cho người ta thấy được cái câu là con của mình không bằng con của người ta. Thì Bảo muốn đưa lên sinh sàn để cho người ta biết được là chó nhà mình hơn chó nhà người ta. Thì bố mẹ đã làm gì mà dồn Bảo đến cái mức đó? Tức là mình đã tha thứ quá nhiều rồi. Bảo chưa bao giờ thấy là mình sống có ích trong nhà đó. Bảo lúc nào Bảo không thấy Bảo là người sai hết. Là nghĩa là đến một ngày nào đó Bảo cảm thấy không chịu nổi nữa. Đúng, không, đi thôi. Không còn chịu nổi nữa. Tại vì Bảo cảm giác là ba mẹ Tuân ơi, ba mẹ, tại sao gọi là ba mẹ? Tại vì có công sinh thành và dưỡng dục Tuân. Thế thì họ đã sinh thành ra mình rồi. Nhưng dưỡng là mình tự dưỡng, dục là mình tự dạy luôn. Mình tự dạy hết tất cả một khoản đó. Và một cái đức tính của ba mẹ nhất là cái gì? Là phải lo lắng sức khỏe của con cái mình. Mà ngay cả mạng sống của mình ba mẹ không lo nữa. Thì cái đó là cái lúc mà Bảo quyết định Bảo dứt hết tất cả. Là Bảo ngưng lại. Tại nó hết rồi, nó không còn nữa. Nó không còn gì nữa. Tôi biết cái ngày mà mình hiểu về bản thân của mình và gia đình của mình á, là có khoảng thời gian đầu tiên Bảo lấy hết cái khoản tiền của Bảo kiếm được nha. Bảo đi tìm bác sĩ tâm lý, tức là 1 tiếng 5 triệu đồng. Để mình hiểu về mình và hiểu về cái thứ mà mình đang đấu tranh có đúng hay không và gia đình mình là như thế nào. Thì bao nhiêu tiền là đổ vô bác sĩ tâm lý hết. Và hiện tại bây giờ 6 bác sĩ tâm lý tốt nhất ở thành phố Hồ Chí Minh là Bảo đã gặp hết. Và đến nỗi mà không còn tiền để mà gặp họ luôn á, là họ phải tư vấn free cho mình luôn á. Và Tuân biết là cái bản check ra và mình bị lạm dụng về cảm xúc và tấn công về cảm xúc á, thì nó có 36 cái mốc tích. Thì Bảo tích hầu như không thiếu một cái gì. Và thần kinh, thật sự là bị thần kinh. Lúc đó là bị thần kinh cực kỳ nặng. Tuân biết là nhận cái chương trình này là trước cái đợt mà Bảo đi Bali. Là lúc đó Bảo đang ở sân bay Ngua Rai, là Bảo đang chuẩn bị về Việt Nam. Bảo nhận được cái tin này, tự nhiên bao nhiêu ký ức nó trỗi về. Từ cái lúc mà đi Bali tới tận đó là Bảo sốt 2 ngày liền, là các bạn phải chăm lo cho Bảo sau đó. Tại vì ký ức nó dồn về liên tục, Bảo không ngưng nó được. Bảo khóc nhiều lắm mày. Bảo khóc rất nhiều này. Và Bảo nghĩ là ngày hôm nay Bảo nên nói những cái chuyện này ra, không phải để người ta thương hại, không phải lên án để lấy lại công bằng cho mình, mà Bảo nói ra để chi? Tại vì điều đó bà ngoại không còn làm được nữa. Nghĩa là Bảo có nói về cái chuyện là Bảo đã bỏ nhà đi từ rất là khi mình còn rất là trẻ. Tức là Bảo mà xin học phí là họ sẽ la trời la đất. Họ đã tại sao quá nhiều như vậy. Nên lần nào Bảo xin học phí Bảo phải xin một phần nữa thôi. Còn nữa còn lại Bảo biết kiếm đâu chừng á. Nhưng mà Bảo vẫn đi ra, Bảo đi phục vụ, Bảo đi làm bên ngoài để Bảo góp vô. Tại một mình Bảo không thể gắn nổi cái đó. Rồi thì tới dần già đi thức hầu như là không còn nữa. Bảo phải trả lại hết tất cả những khoản tiền đó. Và bắt Bảo phải ở ký túc xá. Mà trong khi ký túc xá đó, ngày xưa bây giờ mình nghe ký túc xá thì nó sang trọng đúng không? Không, không có từ nào khác dùng từ đó hết. Tại vì lúc đó Bến Trương Dương nó mới mở. Thì cái trường của Bảo ngày xưa là cái ký túc xá mà nó đập bể hết rồi. Nó chỉ còn có 4 cái phòng trống dưới đối diện một cái canteen thôi. Thì cái toilet là nó có 4 phòng, nó không hề có cửa và rất là dơ. Ở trên cái bồn đó là phải tắm tập thể với nhau. Và cái bồn nước đó nó có xác ếch với xác thằn lằn chết ở trong đó rất là nhiều. Và các bạn cảm giác là mình đi toilet mình không đóng cửa đi. Các bạn cảm giác là mình tắm, mình vừa súc miệng, mình vừa đánh răng trong một cái môi trường như vậy. Mà mẹ Bảo phải bắt Bảo phải làm như vậy. Mẹ Bảo bắt Bảo phải đi mua cái bản đồ thành phố Hồ Chí Minh để đi coi đường. Mà trong khi tất cả mọi người đã xài Google Maps rồi. Tuân biết là cái ngày mà Bảo đi thi đại học á, Tuân đi thi đại học theo cái nghề mà Bảo yêu á, thì tất cả những cái thí sinh khác nó phải đi qua một cái khu vực khác để nó thi đại học. Thì có một cái chú đó, chú bán cá viên chiên á, hằng trước chú ngưng lại, chú treo cái bảng hết bán rồi, cái chú đợi con của chú đi ra hỏi coi nó thi được hay không. Nhưng trong khi ở nhà mình là bác sĩ, là y sĩ, để con mình tự đạp xe tự đi và không hề hỏi, không hỏi hết. Và tất cả những cái khoản thí sinh lúc đó nó đi về hết luôn. Ở nguyên một cái trường, Bảo ngồi thử đó dưới gốc cây phượng và Bảo nhìn, Bảo gắng hít thở đó. Bảo sợ tới một ngày nào đó mình không quay được cái ký ức này nữa, tại vì đó là chỉ có một mình cái trường này chỉ còn một mình không bảo vệ.
mà mình biết khi mình đạp xe đi về cũng không ai hỏi han mình, cũng không ai quan tâm mình là mình có làm với bạn đó có được hay là không. Và Bảo đi lướt hết tất cả những cái lớp học tay, Bảo chạm vô từng cái song sắt, từng cái cửa để bảo cảm nó, bảo cảm cuộc, bảo cảm cái khoảnh khắc đó một mình, để Bảo biết là sau này lớn lên Bảo sẽ nhớ nó nhiều hơn. Và lúc đó kéo bà đi lên trên này thì Bảo là cái người đi qua là ứng tiền viện phí cho bà. Thì Tuân biết không, cả một khoảng chặng đường mà Bảo đi chưa bao giờ mẹ gọi điện mà hỏi là con còn sống không hay là mày còn sống không. Tức là mẹ chưa bao giờ dùng từ mẹ và con. Bảo nói chuyện với Tuân, Bảo dùng từ mẹ và ba nghe nó nhớ lịch sự ở trên đài vậy thôi, chứ thật sự mẹ với Bảo dùng từ mày và tao, lúc nào cũng dùng từ mày và tao cả. Thì khi mà Bảo lên trên đó, bà đóng tiền viện phí cho bà ngoại xong rồi thì bà ngoại với bé nhè bà gần chết luôn rồi, không có ai ở trên đó. Tự nhiên bà vẫn nắm tay mình, bà nắm tay mình, bà nói con làm có khách không, này có cái gì ăn chưa, có đói bụng không. Rồi xong bà đâu biết mình đóng tiền viện phí cho bà đâu, cái bà mới lấy cái chiếc nhẫn cưới mà còn lại của bà đó, cái bà gán bà lột mà trong phòng cấp cứu bà yếu lắm, mà bà gán bà tuột ra như vậy nè, bà nói con giữ cái này đi, để khi nào mà sống không nổi, không có tiền thì bán cái này mà kiếm sống. Tức là lúc nào bà cũng sẽ hỏi những câu lặp đi lặp lại liên tục là việc là con có làm có khách không, con sống được cái nghề của con không, con ăn gì chưa. Và 2-3 phút sau lại hỏi y chang kịch bản là như vậy nữa. Và mình biết là dòng họ không có ưa mình, luôn luôn chê trách mình, nên lần nào mà đi tới mà thăm bà mà chân tay mà còn cầm đồ bà ăn á, mà thấy ở trong kia có dòng họ là Bảo phải nép qua một bên, Bảo đợi họ đi về hết Bảo mới vô Bảo thăm bà. Và thật sự là những cái đêm đó ngồi cùng bà thì bà chỉ có nói một điều thôi. Bà nói con nay con làm mệt không, bữa nay ốm rồi đó, bữa nay đen đi rồi ngang. Cái nói ngoại ơi, giờ con không biết là nhiều khi mai bà cháu mình không gặp nhau nữa, nhưng cái điều mà ngoại muốn nhất giờ là cái gì ngoại? Bây giờ thật sự là giờ con biết ăn không ăn rồi đó, uống không uống, mặc không mặc. Bây giờ ngoại có muốn đi đâu hay là cái gì không? Là trước khi chết ngoại muốn làm cái gì không ngoại? Thì bà nói ngoại muốn lên ở với con. Ngoại muốn lên ngoại nấu cơm, ngoại quét nhà cho con. Đó, ngoại muốn lên nếu mà ngoại làm, ngoại chăm sóc cho con. Mà là không được, không làm được điều đó. Mấy show thời trang á Tuân, mấy show thời trang á đi lên, câu chuyện này nó thật luôn. Là ở xung quanh mình toàn giới showbiz không à, những người ta mang cái bằng bộ mặt đẹp đẽ hết lên để người ta diễn thời trang. Có những hot girl, hot boy, có những người nổi tiếng, có những xe hơi, xế hộp, các kiểu nọ người ta đem lên. Tới tới cái ngày cận đường show diễn của mình á, làm lỗ chứ có bao giờ mà làm lời đâu. Nhưng cái lời đó là cái lời quan hệ, cái lời ở sau đó mình có thể mình sống được, bắt buộc mình làm. Mà tới cận ngày bà ngoại bà kêu bà chịu lên là cái show diễn đầu tiên, hỏi sao bà không lên, bà không nói. Tới ngày đi lên đang diễn rồi nhìn xuống thấy bà ngồi ở dưới, cái bắt đầu tự nhiên gớt nước mắt, không phải xúc động rồi bà tới, mà tại vì biết nguyên nhân bà không tới, tại bà không có đồ bà mặc. Tại cả cuộc đời của bà chỉ biết đi chùa, cái đồ đẹp nhất của bà là đồ lam. Mình đấu tranh cho cả cuộc đời của mình làm thiết kế, nhà thiết kế mẹ gì, làm thiết kế làm chi mà không may được một cái áo dài cho bà ngoại mình. Rồi nhiếp ảnh chi, đến ngày nhiếp ảnh bà chết rồi không chụp được cho bà một tấm. Nó cắn rứt ở trong lòng của bà rất là nhiều. Show diễn thành công ra vẫn thành công, bà vẫn mang cái đôi dép, chân nó vẫn còn miếng đất ở trên đó, miệng vẫn cười tươi nhăn răng ra rồi ôm mình. Tại bà biết bà đứng ở đó còn sống là mình còn niềm tin, mình còn biết là mình không có bị tổn thương nữa. Đến khi mấy cái show diễn sau bà vẫn xuất hiện, đến khi lúc đầu bà yếu quá bà không còn xuất hiện được nữa. Thì những cái show diễn sau này sẽ là cái ngày mà Bảo mang ảnh của bà đi lên. Bảo không có cô đơn cho cuộc đời này. Ai nói tới thì Bảo sẽ nói Bảo mồ côi cho nó nhanh, tại không ai hiểu được cái hoàn cảnh của Bảo hết, nên Bảo nói gì cho nó nhanh. Bảo mang cái bản án bất hiếu, tức là Bảo phải chịu cái đó là sự trả giá. Tại vì Bảo đang sống với cái người mà Bảo muốn trở thành, Bảo muốn trở thành thì Bảo phải trả giá. Cái trả giá nó phải thiệt nặng vô để Bảo được sống cái con người của Bảo. Thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì tới dần già sau này rồi thì cái lòng thù hận nó bị giảm đi nhiều. Tại vì Bảo nghĩ cái nhà này khi mà mọi người đi về, Bảo chỉ còn Bảo với con chó, thì còn bà ngoại nữa. Tại Bảo mấy đứa nhỏ lên nó ăn cơm, nó hay bới chén cơm riêng rồi nó mời ngoại cho Bảo vui, chứ Bảo không thích điều đó. Tại vì đối với Bảo, bà không chết. Bà chưa bao giờ chết. Mà Tuân đi hồi vòng là Tuân sẽ thấy hình bà liên tục, hình bà nhiều lắm. Ngay cả điện thoại nè, điện thoại hình đền của Bảo, Bảo vẫn để hình bà luôn. Đúng, ở trên tất cả các tầng lầu đều Tuân đều thấy hình. Để hình bà. Cái nào buồn áp lực hay gì nó ngoại con về, bữa nay con nghĩ con bị chuyện vậy á. Không, ngoại bữa nay con làm vậy đó, không biết đúng hay sai.
ngồi tôi thấy nói chuyện mình vậy đó. Mình sẽ làm một cái cuộc talk show nhỏ giữa Bảo, không phải với fan nữa, tại vì Bảo tương tác với fan rất tốt rồi, nhưng mà với anti fan của mình, về những cái tin đồn là căn penthouse ở đâu, ô tô ở đâu, cái studio bên Thái ở đâu, ok, tất cả mọi thứ ở đâu, bố mẹ Bảo như thế nào, làm sao mà lại có thể lên sóng mà nói về bố mẹ mình đến mức đó, rồi ai chứng thực bố mẹ đâu. Đó là lý do, một phần lý do của cái tập Real Life ngày hôm nay, là để Bảo có thể một lần công khai chứng thực những cái chuyện đó, chứ không phải là lâu lâu lại một hai người anti fan lắc nhắc. Bây giờ mà mình có nói cho đáp ứng được cái gãi ngứa của họ thì họ cũng sẽ kiếm cái khác để họ hỏi tiếp. Thật ra không có mất thời gian nhiều cho các bạn đó đâu. Tại vì anti fan là cái người Bảo rất là quý, cực kỳ quý. Tại vì họ tiếp mình để tìm ra cái lỗi sai của mình. Nhưng mà thật sự mình cảm thấy cái lỗi đó nó không sai thì mình không nghe. Còn ví dụ như mà họ mà tìm ra cái lỗi sai của mình mà mình thấy nó đúng á, mình không cảm ơn họ thì thôi á, rất là cảm ơn luôn, thật. Bảo là một cái loại người rất ghét nịnh, thật sự rất nịnh, ai nịnh như Bảo là Bảo chơi không được đâu. Nhưng Bảo rất là thích người ta nói thẳng với mặt Bảo, rất là nhiều. Mà những cái tính chất đó có sự góp ý thì Bảo sẽ trả lời lại, còn không thì thôi. Bảo không nghĩ là cái tập của Bảo có nhiều lượt xem và cũng có thể tạo trend được, Bảo không nghĩ điều đó. Tại vì các bạn biết là Bảo ngông cuồng, cái đó là lỗi của Bảo cực kỳ nặng. Mà các bạn biết là ở trên cái chương trình Come Out là lúc đó là Bảo không có khơi dậy, tại Bảo không có khoe. Bảo không hề khoe những thứ đó, Bảo chỉ khoe những cái thứ nào mà không phải một mình Bảo làm mà là cả một tập thể làm. Cái động lực nào giúp cho một người bước ra khỏi gia đình với hai bàn tay trắng, bây giờ gây dựng được một cái cơ ngơi như vậy? Và tôi nghĩ đó là một cái câu chuyện có thể truyền cảm hứng cho người khác. Nó sẽ nằm ở một buổi talk show khác để nói về vấn đề khoe của. Nói về bất động sản. Có nhiều nghệ sĩ đã đến ăn nhậu và ở lại trên penthouse của Bảo trong khoảng thời gian rồi. Và muốn việc cái cảm chứng thì các bạn cũng có thể biết được và hỏi được như anh Nhật Tinh Anh nè, chị Pha Lê nè, chị Phi Tinh Vân nè, rất là nhiều bạn bè của Bảo trong khoảng thời gian đó. Thì các bạn cũng biết là cái việc người ta nói là người lớn hay che, con nít hay khoe. Thật ra lớn lên bản thân mình, Bảo này nghĩ Bảo cần bình yên. Bảo đã quá sồn sàn rồi, Bảo đã quá mệt rồi. Có khoảng thời gian Bảo chạy đi để tìm được sự đồng cảm cho bên ngoài, để thôi tôi khổ, người ta tôi buồn như thế nào, tôi la tôi có cái gì, nó đã qua lâu lắm rồi. Và hiện tại giờ đi lên, người giàu người ta không khoe của. Thật sự người thông minh người ta giả ngu. Và thật sự là Bảo hiện tại bây giờ Bảo không muốn quá vô những cái thứ mà mình đang có. Chỉ ở ngưỡng cửa nhấp để cho người ta biết được là mình không phải đơn giản thôi. Chỉ đơn giản là vậy là được rồi. Còn một cái số khoảng khác người ta còn kêu Bảo đeo vàng giả nữa. Nhiều lắm, trời ơi nhiều lắm. Thì cái việc mà người ta nói là người ta đúng mà, Bảo đã nói rồi, cái vấn đề là người ta nói là người ta đúng. Bảo không có thời gian Bảo đi kiểm chứng, tại vì Bảo đang lo cho cái hạnh phúc của Bảo. Các bạn biết không, Bảo không quan tâm thế giới bên ngoài là gì luôn. Thật. Có những khoảng thời gian có một thằng Leo Đình Bảo ngày trước là đã từng cầm dao ra đứng giữa ngã tư muốn đuổi ai đó để ăn cơm tù. Đã từng nghĩ như vậy rồi, tại vì quá chật vật, sống ở đây rất là mệt mỏi. Thà ở trong tù mà mình được bao cơm, mình được lao động, người ta đánh mình nhưng mà nó đau rồi nó cũng hết. Còn hơn là cái việc mà mình phải chịu nỗi đau bên ngoài quá mệt mỏi. Tới tận hiện tại giờ Bảo chưa bao giờ Bảo nghĩ là Bảo sẽ có cái gì, nên tự động những thứ đó nó tràn về với Bảo. Bảo chưa bao giờ mà Bảo làm cái việc đó để cái đó thành tài sản của Bảo. Mà Bảo cứ cho đi rồi không hiểu sao cái khoản mớ tài sản đó nó lại về với mình. Nên tại sao mình phải khoe là mình đang chạy cái gì để làm cái gì. Bởi vậy thật sự là Bảo sống kiểu đơn giản á, và sống theo cái kiểu mà chỉ có Bảo và nghề thôi, đừng gì rồi xong rồi ngày mai là nghề và Bảo, cứ ngược lại như vậy đó. Nên ngay cả cái việc tình yêu Bảo cũng không quan tâm đến nó nhiều. Tại vì Bảo nói rồi là thức dậy là chỉ có mình bỏ nghề, chứ nghề nó không bỏ mình, còn tất cả mọi người đều bỏ mình được, ngay cả gia đình còn bỏ mà. Nhưng mà vấn đề là có nghĩa là nó không nói về cái việc khoe của đi, nhưng mà nói về cái việc những nó không phải là cái dạng, ví dụ Bảo thấy nó không có gì đáng để khoe, nhưng mà chỉ là mình, nó ở trong cái profile của mình, nó là cái lý lịch của mình, nó thuộc về mình và mình nói ra, thì đương nhiên có những người ví dụ họ không có cái đó đi, thì họ sẽ cảm thấy ồ cái đấy nhiều quá ha, người ta đang khoe đó, nhưng mà đối với mình không khoe, mình đơn giản là mình chỉ nói ở mình có cái đó, đơn giản vậy thôi. Mà Bảo chắc là Bảo đổi rồi, Bảo đổi tiêu chí, Bảo không chắc không 95 nữa, Bảo sẽ con gì cũng được. Nhưng mà con gì cũng được là sao? Ê Bảo ơi, cái này là tự Bảo hại nha. Con gì cũng được là sau này nó nổ khủng khiếp hơn như thế nữa. Ê, tự hại mình thì sao, đừng nói là tại vì Real Life không có cắt cái đoạn đấy cả. Không, chắc chắn đoạn này sẽ để lại và do Bảo nha. Mà rất là khó khăn đó mọi người, tại vì mọi người biết không, yêu hiện tại giờ, ngày xưa Bảo yêu con nít không à. Bảo lo cho con người ta, Bảo dạy con người ta luôn. Mà Bảo thương lắm, dạy theo cái kiểu nâng niu chiều chuộng á, nói như cái lỗi sai để bắt đầu sửa, chứ không phải là phải làm như thế này, không có, cưng lắm. Mà tới tận hiện tại bây giờ, rõ là các bạn nào đi qua tới cái ngưỡng kiếm tiền, các bạn cũng bỏ đi.
Đó, cái đó là cái sự thật rồi. Nên thật sự hiện tại bây giờ chắc Bảo nên quen người lớn tuổi hơn. Hoặc là bằng tuổi. Tại vì chắc là Bảo nghĩ như vậy nó sẽ ổn hơn. Rồi bữa nay cảm ơn tôi nhiều lắm nghe. Phải cảm ơn bạn đúng. Tại vì không có ai mà sẵn sàng trải lòng của mình đến mọi người mà một cách rất là sâu sắc như bạn đâu. Với lại chương trình cũng đến để gián đoạn rất là nhiều công việc của bạn nãy giờ nữa. Nên rất là cảm ơn bạn. Nhưng mà tôi có một điều này, tại vì khán giả đó rất là nhiều câu hỏi dành cho bạn và bạn đã chia sẻ rồi, nhưng mà tôi cần một cái kết là một cái thông điệp nào đó bạn muốn nói đến khán giả của chương trình của bạn. Thì thông qua cái cuộc sống của Bảo thì chắc không ai giống như vậy rồi. Nhưng mà thật sự là khi mà đúc kết để nói là một câu cuối cùng, thì Bảo cũng mong muốn là mọi người hãy làm hết tất cả những khả năng để kích hoạt được những cái kỹ năng cho riêng bản thân của mình. Tại vì mình tuyệt vời hơn mình nghĩ rất là nhiều. Thì những cái bạn trẻ đang coi chương trình Real Life thì cũng mong muốn là thừa hưởng lại một cái sức mạnh nào đó của Bảo, để các bạn cũng biết được là các bạn không vô dụng như các bạn nghĩ, không tệ hại như các bạn nghĩ. Ở một cái lĩnh vực nào khác thì các bạn sẽ là độc tôn, sẽ là the best nhất. Rồi thế thì còn dành cho những người đã, những người anti fan của Bảo, những người cũng là một nguồn động lực để Bảo cố gắng lên thì sao? Bảo rất là cảm ơn các bạn, cảm ơn cực kỳ nhiều luôn. Thì giờ thật sự là không có các bạn thì cũng Bảo nó mất đi thi vị rất là nhiều. Và riêng mà bản thân của Bảo thì Bảo mong là mọi người sẽ ghét Bảo nhiều hơn. Tại vì khi mà ghét một ai đó, Bảo biết là họ sẽ giữ hình ảnh của mình ở trong lòng rất lâu và rất nhiều, và đi đâu cũng nhớ. Nên thật sự điều đó rất là quý. Thêm một phản nữa là một cái phản anti fan chân chính mà được đưa ra đúc kết và những cái tội lỗi của Bảo mà nó đúng á, thì thật sự là Bảo tự kiểm điểm bản thân của mình và tự sửa sai. Nên Bảo cũng rất là mong muốn là các bạn ghét thì hãy ghét làm sao để có tính chất xây dựng, thì như vậy Bảo sẽ tốt hơn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn.